Như các bạn trên hình bạn thể thấy đèn trước nắp lưng của Samsung Galaxy A520, A517 rơi vỡ, nhìn rất là tội, rất là khủng khiếp này. Hiện tại di động cao cấp .vn có tất cả linh kiện trên Samsung Galaxy A520 thay mới cho các bạn khi cần. Riêng đối với nắp lưng của Samsung Galaxy A517, quý vị các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của di động cao cấp .vn, chúng tôi tiến hành thay mới cho các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn, dịch vụ thay mới nắp lưng cho Samsung Galaxy A5 217, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0961234534, kỹ thuật viên về di động cao cấp .vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết vị các bạn. Xin ơn vị các bạn đã xem video về di động cao cấp .vn để chỉnh cấp link phụ kiện của Samsung Galaxy A5 217, A520 hàng đầu hiện nay. Xin ơn vị các bạn đã xem video về di động cao cấp .vn. Những khách hàng ở xa cũng đến được với di động cao cấp .vn, quý vị các bạn có thể dùng dịch vụ ship code COD, chúng tôi sẽ ship nắp lưng A5 217 đến tận chỉ hàng yêu cầu. Quý vị các bạn nhận được, quý vị các bạn mới về thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video tại di động cao cấp.vn.